nói với ông cầu đường kia đâu có bồ tới đó đó. Có bay bớm không anh? Em dám giờ hợp lỗi trừ chị ơi. Trước tiên mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh ạ, em chào quý khán giả. Rồi em tự giới thiệu em tên là gì? Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, năm nay em 27 tuổi, em làm nghề giáo viên mầm non ạ. Trời, hèn chi rất là hồn nhiên, rất là nhí nhảnh luôn. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào anh. Xin chào tất cả mọi người. Dạ anh chào anh. Em tên là Bùi Hà Em. À, năm nay em 29 tuổi, em đến từ An Giang. Tên cũng lạ nha. Bạn làm nghề gì? Em là kỹ sư cầu đường. Tức là đi hoài luôn đó hả? Dạ. Giờ này sao chưa tìm được người yêu cho mình? Là tại vì theo tính chất công việc của em đó anh, đi nhiều nơi nhiều chỗ quá, cho nên là cũng không có thời gian để yêu đương hoặc là dành cho bạn gái. Phải không? Ta nói với ông cầu đường đi tới đâu có bồ tới đó đó. Có không? Cũng có trường hợp lỗi trừ chứ anh. Dạ, trường hợp lỗi trừ đó là em. Thiệt á hả? Đó giờ có mối tình nào chưa? Mối tình chính thức thì được một mối tình em quen từ lúc học phổ thông 7 năm cơ. Cô ta cũng hối cưới. Nhưng mà... Sao không cưới? Lúc đó là em chưa có cái gì trong tay, cho nên là em chưa lo được cho bạn đời của em. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Tầm 3 năm rồi chị. Vậy bây giờ mình đã có cái gì trong tay chưa? Em cũng nghề nghiệp ổn định, có thể là lo cho vợ được sau này. Bao lâu nữa mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Mọi thứ em đã sẵn sàng hết cho chị, chỉ còn thiếu cô dâu thôi. Để hỏi cô dâu thử coi được không? Mà. Mình giới thiệu với mình một chút xíu nữa đi. Dạ, em là một người rất là dễ giận, đặc biệt là em không có biết uống rượu bia. Vậy tốt, đâu có gì đâu. Uống được ly à? Phụ nữ không biết uống bia là tốt. Dạ. Mình có đã mối tình nào chưa? Dạ, hồi là sinh viên thì em có một mối tình, quen trong 3 tháng em chia tay. Tại vì nếu như em quen thì em sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi tốt nghiệp. Nên em không có quen. Là một mối tình duy nhất từ trước tới giờ đó. Dạ, dạ đúng rồi chị. À, lúc đó quen có 3 tháng à? Dạ, dạ đúng rồi. Nắm tay chưa? Dạ chắc có nắm tay. Hôn chưa? Dạ chưa. Chưa hôn? Dạ. Chắc không? Dạ chắc ăn. Còn nguyên sơ hả? Dạ chắc chưa bắp. Trời, ổn nha, ổn nha. Bên kia nghe vậy có hấp dẫn không? Bên đây có hôn chưa? Dạ thì yêu cũng 7 năm rồi chứ cũng có anh. Nhưng 7 năm một mối tình rất sâu sắc mà chỉ có cái chuyện là chưa cưới cô ấy bỏ đi à? Thì người ta nói chắc có thể là xa mặt cách lòng anh. Bạn ở đâu mà xa mặt cách lòng? Gần Châu Đốc. Rồi nhưng mà bạn kia kìa. Bạn kia cũng học chung lớp ở gần nhà luôn. Ủa vậy sao xa mặt cách lòng? Thì tại em đi làm đó anh. Giờ hiện nay em đang làm ở đâu? Bây giờ em đang công tác cũng gần nhà luôn. Vậy là gần Châu Đốc luôn? Dạ. Ủa? Vậy là bây giờ là lên đây tham gia chương trình thôi là về Châu Đốc lại hả? Em lên đây hồi tới đây là lúc 3 giờ sáng đêm qua chị. 3 giờ sáng nay. Ủa thôi khoan khoan xí, quê em ở đâu hồi nãy? Dạ cũng ở gần Châu Đốc. À vậy là dạ. Xong chương trình hai người nắm tay nhau đi về Châu Đốc luôn. Để tôi tặng cho cặp vé đi xe về Châu Đốc luôn ha. Dạ em cảm ơn anh ạ. Có duyên rồi đó. Dạ có duyên, chỉ còn thiếu chữ nợ nữa thôi. Đúng rồi. Tí nữa em có thể mượn bạn 100 ngàn đi xe này có nợ rồi. Vui cũng vui. Được, cũng được. Mình thích người đàn ông như thế nào? Có bản lĩnh và có nghề ổn định và vui tính và đặc biệt là không có tính toán. Bà mới tính mượn tiền em 100 ngàn đi về. Bởi vì nãy giờ em cũng đang không dân. Có tính toán gì không? Em thì biết lo chuyện tương lai, còn tính toán với phụ nữ em không tính. Thí dụ như nếu mà giận hờn hai người thì em sẽ là người xin lỗi trước. Hơn thua với người mình yêu làm gì? Đúng rồi. Dạ. Chừng chạc đó. Còn cái thứ hai nữa là em biết lo. Lo với gì? Lại thông cảm cho bạn nữ, em có quyền riêng tư. Miễn em đi đâu đó, ở đâu đó có anh trong đầu được rồi. Chắc không à nha. Đó, vậy là thoải mái quá rồi. Em còn tìm người yêu như thế nào? Quê là bạn đang ở với ba mẹ hả? Dạ em ở với ba mẹ chị. Rồi giờ nếu mà lập gia đình thì mình ở đâu? Ở chung với ba mẹ. Bạn nữ bên cũng gần. Thì nếu mà ở đâu em cũng thoải mái tùy bạn lắm. Em có ngại làm dâu không? Em rất là thích làm dâu à. Mặc dù con gái thời hiện đại bây giờ rất không được thích làm dâu, nhưng em thì ngược lại. Em lý do? Lý do là em rất là dễ lấy lòng người lớn. Biết nấu ăn không? Dạ, dạ biết ạ. Làm việc nhà tốt không? Dạ, dạ là ổ xin rất giỏi. Sanh con được không? Dạ, dạ chắc được á. Được cũng được ha. Quan trọng ông ở đây được không nè. Đúng rồi. Cái gì em không thích ở người đàn ông? Dạ, người con trai em thích đó là bay bướm á chị. Dạ, em thấy anh đó làm cầu đường. Bay bướm hả? Dạ, bay bướm là đa tình đó anh Linh. Có bay bướm không anh? Em dám giờ hợp lỗi trừ chị ơi. Em không bay bướm, em bay chuồn chuồn không đúng không? Bên đó yêu cầu như vậy, còn bạn yêu cầu bạn gái như thế nào? Không đua đòi, phải biết nghĩ chuyện tương lai, dễ nhìn là được rồi. Không có lùn, không mập, cao nhiêu thì được? Bị vừa người, cỡ đứng ngang lỗ tay em mà được rồi chị. Em cao nhiêu? Em 1m65 à. Vậy cỡ 1m6 hả? 55 cũng được chị. 35 được không? 35 chắc em phải về nói chăng thêm. Ba mẹ bạn có khó không? Mẹ em rất là dễ.
Mẹ em bây giờ thì mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ cô dâu thôi đó. Ủa mẹ em sẵn sàng chứ em chưa sẵn sàng hả? Mẹ em nói là mọi thứ sẵn sàng luôn chị. Em cũng sẵn sàng luôn à. À, em sẵn sàng hơn mẹ em nữa. Mình có chọn bạn trai mình giống như ai không? Dạ, mẫu bạn trai của em thì giống ba em vậy đó. Ba em sao? Ba em rất là thương em, đòi gì cũng được hết. Với lại em đi làm về là ba em dắt xe cho em lên nhà không à. Còn gì mẫu bạn trai em là chỉ giống ba em là được. Vậy thôi, còn ngoại hình vóc dáng không cần thiết. Dạ, cũng không cần thiết cho lắm. Hồi nhỏ em cao bao nhiêu? Mét năm. Để chị thương lượng. Thôi giống ba em không anh? Sao chị? Em thấy em giống ba của bạn bển không? Em không có gặp ba bạn nhưng mà em có thể mong giống. Em có chăm sóc kỹ người phụ nữ của mình không? Có. Đi làm về có dắt xe vô không? Dắt xe em làm được. Có dắt bạn vô không? Được. Ẩm vô luôn, hơn ba, ẩm vô. Có thích gái nhuộm tóc, sơn móng tay? Em thích phụ nữ làm đẹp, nhuộm tóc cũng được, không nhuộm cũng được. Nghĩ sao là làm đẹp, ra đường là phải đẹp cho em được hãnh diện. Mà phải trang điểm cho đẹp, tại nữ là phải đẹp. Như đẹp rồi mà hơi hở hang chút xíu, rồi đi nhậu với bạn, đi chơi với bạn, dắt theo bạn trai cứ địa hàng vợ mình hoài. Thì em đồng ý không? Em á, thì em dễ lắm, vợ em thích là em chịu. Muốn khoe cho khoe luôn. Của mình là của mình nè, à, đúng không bạn? Khoe chứ người ta đâu dập được đâu. Vẫn còn đó chị ạ. À, mình có biết làm gì hết. Em thì em có thể diễn hài, em cũng có thể hát. Rồi đâu diễn hài đi. À, khoái gì hài nè. Giống như là sân khấu này của em đi. Rồi rồi, vậy đi. Là nói đầu tiên xin thay phép những người làm chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin gửi đến quý vị và các bạn một lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã không ngại đường xa mưa gió bão bùng chèo ghe chấm ghẻ đến đây tham gia chương trình. Chuyện gì cũng có lý do của nó. Lý do của quý vị đến đây hôm nay là để chúc cho em và bạn đến đây đến được với nhau. Vì sao? Vì hai đứa em yêu nhau cho nên anh xin hát bài Vì Yêu. Yêu dù là xa ở bên đây cách bức màn anh xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em vì tình yêu anh sẽ bấm nút hẹn hò. Được, được, được. Trời ơi. Dễ thôi, dễ thôi. Duyên. Được à. Nghe không em? Dạ. Nghe ổn không? Dạ cũng được á chị. Cũng dễ thương. Dạ. Chân thành. Cũng hoạt bát. Vui tính. Dạ. À, chắc là hợp với em, hy vọng vậy. Nhưng mà hôm nay em đi có người thân nào đi theo không? Dạ em đi với anh rể em ạ. Chào anh rể. Bển vui không anh? Dạ thấy bạn thì cũng vui tính, hoạt bát, dễ hòa đồng. Với em gái thì cũng thích những người như vậy. Cho nên là mình thấy là hai người có thể là kết hợp với nhau. Bạn nam có người thân không? Dạ có, em đi với em họ của em. Em chào chị cái tôi gái bên anh ạ. Rồi chào em, thấy chị gái bên này sao? Em thấy anh chị cũng có nhiều điểm tương hợp lắm. Ăn nói gu gót, chịu khó học để làm, lo. Nếu anh chị kết hợp, em là người ủng hộ đầu tiên. Rồi, cảm ơn ủng hộ đầu tiên. Thôi, thôi vậy được rồi đó. Mình thấy cho rồi. Hai bên gặp nhau đi. Rồi. Kéo màn lên. Kéo đi. Hừ, đó. Anh chào anh. Chào em. Anh đẹp trai quá. Thôi, cảm ơn em nha. Rồi, kéo lên. Kéo lên luôn. Bây giờ hai người gặp nhau chỉ có 2 phút thôi nha. Bắt đầu. Em cảm ơn anh. Em xin tặng anh. Dạ nhà anh ở gần Châu Đốc là ở Châu Đốc hay là ở Châu Phú? Ở trên An Phú, Khánh Bình. An Phú, Khánh Bình là nó thuộc ở huyện... À em biết rồi. Công việc của anh là thường anh đi công tác ở đâu? Thì bây giờ công trình đang ở làm ở An Phú luôn. Hiện giờ là anh người thứ mấy trong gia đình? Anh là con út. À trai út ha. Nhà anh bao nhiêu người? Có 2 anh em. Dạ. Anh hai thì có vợ lập gia đình ở Sài Gòn này rồi. Dạ. Chỉ còn anh ở nhà. Anh hỏi anh về liền không? Thì tí nữa anh cũng về luôn. Dạ. Có gì về chung? À cũng được. Dạ. Em quan điểm thế nào trong tình yêu? Dạ, tình yêu đó với em là yêu ít thôi nhưng bền lâu. À, nên là đừng có hứa nhiều làm thôi đúng không? Dạ, đừng hứa nhiều nhưng mà phải làm được. Thì anh thì có quan niệm 3 quan niệm trong tình yêu. Thứ nhất là yêu sẽ cưới. Dạ. Thứ hai là yêu chung thủy. Dạ. Thứ ba là không trục lợi trong tình yêu. Dạ. Anh định khi nào anh cưới vợ? Thiệp hồng đã có design rồi luôn rồi. Chỉ cần điền tên cô dâu thôi. Vậy nếu khi nào mà anh cần đi tên thì cứ việc ghi tên em vào. Nói chung là em cũng sẵn khoái thẳng thắn. Dạ. Thì anh cũng thích em. Hai người nãy mới hỏi cung qua hỏi cung lại vậy đó. Tình yêu bằng cục hòn. Không có thấy mượt mà tình cảm, bây giờ nói cái gì nó cảm xúc. Bây giờ giây phút đầu tiên anh có muốn hẹn hò không hay là cưới liền? Trước tiên mình cứ hẹn hò đã. Dạ. Đặng mình tìm cái gì tìm hiểu, xong mình hiểu cái gì càng tìm. Dạ. Xong mà tìm thấy hết hiểu rồi sẽ cưới. Dạ, không có gì để hiểu nữa thì mình sẽ cưới. Đúng rồi. Dạ.
em đồng ý. À, thì em thì cũng dễ thương, nhỏ nhắn xinh xắn. Tình hình con cái thế sao mình thông báo trước luôn đi. Cưới về thì sinh hai đứa con. Dạ, thì nghề của em thì chỉ cho phép sinh hai đứa thôi ạ. Anh còn đặt, anh còn lựa tên con trước luôn à. Tên gì? À, bé gái là tên Khả Như, bé trai là tên Lâm Phong. Lý do tên đó đâu ra? Lâm Phong là em thích diễn viên Lâm Phong. Khả Như thích Khả Như. Khả Như là em thích Khả Như. Đơn giản dễ sợ. Đẻ còn không đẻ đứa lên đặt các tường. Hồi đó đó chị cũng giống như em vậy đó. Chuyện có thật 100% luôn. Hồi còn con gái là đặt tên con trước, rồi mới chờ cái họ. Quen bạn nào mà cái họ ghép vô với cái tên mà thấy hợp thì quen, còn mà cái họ ghép vô trước quốc là cho đi luôn. Còn bạn gái chuẩn bị gì cho đám cưới? Nói chung là khi mà đàn trai tới thì đàn gái gật đầu. Có định đặt con tên gì chưa? Dạ, chắc theo bên đàn trai, tên nó cũng đẹp. Đẹp mà, đẹp anh mới chọn. Ủa vậy là chịu Lâm Phong với Khả Như luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi thôi, hiểu rồi. Quên nói tiền, ai giữ anh? Thì anh làm về thì tiền lẽ nhiên là đưa cho em giữ. Dạ. Còn cấp cho nhiêu anh thì anh cấp, còn nếu mà cấp không đủ tiền xài thì anh cài tủ. Chắc chắn là em sẽ lấy rồi em sẽ bỏ lại bóp cho anh chứ. Nếu như anh làm 3 triệu thì em sẽ bỏ lại cho bóp anh 200. Dạ. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận coi nó rung động về trái tim chưa? Ở Châu Đốc nếu mà mình hẹn hò thì em đã chọn địa điểm chưa? Dạ vừa rồi em đi ở Châu Đốc thì em thấy núi Cấm. Núi Cấm rất là đẹp. Dạ. Thì hai mình đi leo núi. Dạ. Có chỗ nào gọi là cái góc riêng tư không? Riêng tư là ở đâu? Riêng tư là ở quán cà phê có góc để hai chữ riêng tư đó chị. Rồi bấm nút đi rồi riêng tư. Lành quá, hai người lành như nhau. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao bạn nữ bấm chậm mấy giây vậy? Con trai là phải ga lăng, bởi vì em để cho bạn trai bấm trước. Ví dụ bạn trai không bấm thì sao? Bạn trai không bấm thì em cũng bấm. Được, bản lĩnh. Gửi tặng bạn một cặp loa Soundmax i5. Dạ, em cảm xin cảm ơn ạ. Chúng ta nghe nhạc. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một món quà nữa là dạ, vé xem phim. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn anh Quỳ Linh, chị Cát Tường. Cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả. Rồi, hai bạn có thể nắm tay đi về Châu Đốc đi. Dạ, chuẩn người bạn gái chị. Lùng lùng, ú ú mà tóc mấy ngố mà chị. Điểm mạnh của em thì chắc là vui vẻ, hài hước. Đôi khi cũng hơi khùng khùng tí xíu. Khùng là khùng sao? Cặp đầu tiên chúng ta đã thành công rồi. Bây giờ để cặp thứ hai xem sao nha. Kéo màn. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Phạm Văn Lên ạ. Phạm Văn Lên? Dạ. Chứ không phải xuống ha? Dạ không. Làm nghề gì? Dạ, em hiện giờ em đang là kỹ sư điện ạ. À, em nhiêu tuổi? Dạ, em 25 tuổi chị. Em đến từ Hậu Giang á chị. Hậu Giang. Dạ, hồi sáng 4 giờ là em lên rồi đó chị. Cực khổ quá. Khổ quá ha. Rồi, mời bạn nữ. Em có quà tặng chị. Chị hả? Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, thích quá. Dạ, em chào chị, em chào khán giả và em chào anh Quyền Linh và anh bên kia ạ. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Quy, em năm nay 26 tuổi. Em làm kỹ thuật trong công ty thời trang. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Phú Yên ạ. Phú Yên với Hậu Giang. Chà, chà sao nó cách trở quá nhờ. Trắc trở à. Đi chuyển công tác xuống Hậu Giang được không? Nếu ở dưới đó có công việc phù hợp. Có nghĩa là nếu mà có công việc ổn định với Hậu Giang thì mình cũng sẽ đi. Dạ. Ha. Dạ. Chắc không? Dạ chắc ạ. Rồi mình giới thiệu về mình một chút xíu đi. Dạ, là điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nấu ăn thì cũng biết nấu nhưng mà không ngon lắm. Điểm mạnh của em thì chắc là vui vẻ, hài hước. Đôi khi cũng hơi khùng khùng tí xíu. Khùng là khùng sao? Nhiều khi đi bật điên lên á thì cũng quậy phá rồi này nọ. Gọi phá là làm gì? Có thể là gào rú lên hoặc là đập phá gì đó. À, lúc đó có ai xung quanh không? Hy vọng là không. Nói chứ bạn nam ơi, nghe bạn nữ ở cách xa nhau quá thì bạn cảm thấy như thế nào? À, không sao đâu chị, người ta nói là thương nhau mấy núi cũng trèo mà chị. Bạn có bao nhiêu mối tình từ xưa tới giờ rồi? Dạ cũng ít nè. Ít là nhiêu? Dạ có 2 thôi chị.
Lý do tại sao mình chia tay hai mối tình đó? Dạ, là do là cái bạn, hai bạn đó có chồng bỏ em. Sao ta bỏ lần lượt hết người này đến người khác vậy? Dạ, do em coi em đi học em cũng mới ra trường đi làm á, rồi bạn đó nghe lời gia đình á, rồi lấy chồng. À, bạn nữ có bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình ạ. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây chắc cũng 3 năm, 4 năm gì. Lý do? Do là bạn đó cũng còn trẻ á, rồi em muốn một người gọi là chững chạc. Hình như bạn trai bên kia 25 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nhỏ hơn em 1 tuổi đó, em có vấn đề gì không? Nhiều người rất là nhỏ tuổi nhưng mà người ta vẫn có bản lĩnh của những cái người đàn ông lớn tuổi. Mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông của mình là như thế nào không? Em cũng không đặt gì nhiều nhưng mà đừng có gia trưởng. Mẫu người của em mơ ước là Lee Min Ho á chị. Cũng ước ít quá ha. Ở đây có hô không em? Cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Không thích mà đập vô là em thấy dội liền á, là móng tay móng chân mà nó dính dơ á chị. Xe bằng tay ra, xe bằng tay ra coi. Gì nữa? Bụng phệ. Nhiều đó. Nhiều quá đủ rồi ha. Dạ. Lê Minh Hồ phải không? Qua coi coi. Hồ hồ. Ông này có hồ thôi. Dạ, em chào chị ạ. Lim. Ngon lành. Dạ. Cũng không phệ. Đẹp chắc. Cũng cao à? Cao nhiêu, cao nhiêu? Dạ, 1m7 chị. Được. Em thích chuẩn người bạn gái như thế nào? Dạ, chuẩn người bạn gái chị? Lùng lùng, ú ú mà tóc mấy ngố hả chị? Ê, ú ú là sao cái vụ? Ú ú là hơi tròn tròn xíu á vậy. Thôi nó múp mụm mỉm, ai nó ú ú dùng cái tự ú ú. Tưởng đâu người giống như cái bánh ú. Bao lâu đám cưới được? Miễn là bạn nữ đồng ý thì cũng có thể. Đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Cũng có chuẩn bị tinh thần thì nó cũng đầy đủ rồi. Với lại cũng chuẩn bị một phần nào đó, mẹ ở nhà cũng chuẩn bị tiếp. À, coi như là mình chuẩn bị ít rồi mẹ phụ. Dạ. Một phần nữa phải không? À đúng rồi chị. Bây giờ hỏi thiệt, bây giờ nếu hẹn hò một người ở dưới đó, người trên này hẹn hò sao? Mình sắp xếp công việc thì bạn đó cũng làm ở đây rồi, em cũng chuẩn bị về làm lại chị. Mình ở đây thì mình có thời gian nhiều hơn. Thì giai đoạn đầu tiên này nè, giờ. Dạ. Mà mới bấm nút xong nè, là cái đoạn này mới quan trọng. Mới mà tình yêu mới chớm nở thì hẹn hò sao? Dắt đi uống cà phê chị. Cũng nhưng mà đi lên đi về nó cũng khó lắm. À, không sao đâu chị, sức trai đi được chị. Nhớ nha. Dạ. Mà phải ăn nhiều vô chứ đi nữa là ốm nữa đó. Sáng em lên 4 giờ mà đâu có sao đâu vậy. Ờ, cũng được. Không có đến nỗi nào, chị chỉ ngại là đi xa đó không biết có đi nổi hay không thôi. Khỏe mạnh mà. Rồi, để mình qua mình xem coi bạn gái. À, chào bạn. Ui mà bây giờ thí dụ về Hậu Giang bạn có về được không? Ở đó có điều kiện để em phát triển thì em sẽ về. Anh mình đây dễ thương lắm, thật. Dạ. Trai miền Tây thật thà lắm. Ha. Hậu Giang của vùng đất rất là mặn mòi. Nay mình đi có ai đi theo, người thân đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có mấy đứa bạn thân á chị. Mấy người bạn thân luôn. À, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi, chào các em. À, em là Thắm bạn của Huy. Em thấy anh này dễ thương. Huy cũng đang định tìm người ở miền Tây á. Cảm ơn Huy bạn. À, gì à? Sao vậy? Tại sao tìm người miền Tây? Ý là dự định thôi. À. Huy thích người miền Tây. Người Tây dễ thương mà đúng không? Người miền Tây hả? Sao nãy giờ không chịu nói, sao nghe giới thiệu miền Tây không mừng gì hết vậy? Còn bạn, có đi với ai không? Dạ có, em đi với bạn thân của em học trung cấp 3, bạn Linh. Rồi, chào bạn. Dạ, em chào anh chị ạ. Bạn thân hả? Từ cấp 3 luôn hả? Dạ. Ở trong nhóm có ai để ý bạn của em không? Dạ không ạ. Có thì không nói đi. Dạ không, bạn ấy chỉ quen bạn ở ngoài thôi ạ. Không quen trong công ty luôn hả? Công ty thì em không biết, bởi vì em học 4 năm trên này. Còn bạn thì học ở dưới Cần Thơ nên em không chắc ạ. Không có chắc. Tính tình bạn em được không? Trong cái thời gian chơi với nhau thì theo em là rất là được ạ. Còn lúc không chơi thì không được đúng không? Không, em nghĩ đối với người ngoài nhìn vô thì cũng rất là có thiện cảm ạ. Bạn bên đó làm sao? Dạ, theo em thì bạn bên này nhìn rất là dễ thương. Và có vẻ là rất là hiền lành. Em nghĩ là hai bạn có vẻ hợp với nhau ấy ạ. Ừ, đúng rồi. Có vẻ là hợp với nhau, chúng ta gặp mặt sẽ biết hợp hay không. Rồi, kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. 2 phút bắt đầu. À, chào em. Mình còn có quà tặng bạn. Dạ, cảm ơn. Anh có một cái khăn tròn ha, tặng em. Ồ. Quá chu đáo luôn. Ủa, này thấy tặng rồi mà. Ồ quên. Tặng lại bạn. Ủa, mình tặng khăn có ý nghĩa gì không vậy bạn? Có chị. À, cái ý nghĩa thứ nhất đó là cái khăn nó thay mình mà mình lúc mình xa á chị, thì giữ ấm cho bạn gái của mình, giống như là cái tình cảm mình lúc nào cũng ở bên cạnh bạn gái mình hết. À. Hiện tại là công việc của bạn là ở dưới quê hả? Không, cái đó là do công ty
điều mình đi mình làm thôi, làm xong rồi mình về, mình lại Sài Gòn chứ không có. Vậy là hiện nay đang ở Sài Gòn. Đúng rồi. Bạn ở quận mấy? Ở quận 7 ở đường Quỳnh Tân Phát á. Ồ, mình đi làm ở đó đó. Nhìn mình, bạn thấy sao? Thấy nhiều sợ quá. thấy sao? Cười hoài vậy. giống Lee Minh Hồ không? Không, giống lắm. Cũng có chút Hàn Quốc chứ bộ. Quan niệm về tình yêu của bạn như thế nào? Mình thì khi yêu á, nói chung là đừng có làm lố quá, thể hiện vừa thôi. Chứ mình không thích kiểu mà làm lố quá, yêu đương rồi tùm lum hết rồi khi mà cưới về thì bỏ bê thì mình không thích. Không có thì yên tâm đi, mình không có bỏ bê đâu. Bạn có biết giặt đồ không? Mình ghét nhất là giặt đồ. Nhưng mà đồ của mình thì không sao, đồ người khác mình ghét. Tại vì mình mặc khi nào mà hết đồ, còn bộ cuối cùng mình mới giặt. Có nghĩa là một tuần đồ ở trong phòng là gom mặc hết rồi dục đóng đó. Mà lỡ mà trời mưa một cái nữa là lựa bộ nào mà còn sạch sạch mặc lại vậy... Mưa là khỏi bận. Vậy gom đồ trong nhà vậy nó dơ, nó bay mùi sao, bốc tại, mùi tại sao. Tại vì ảo của mình, mùi của mình không sao đâu. Sao chuyện nói trời. Coi như là tuần mới giặt một lần, tắm cũng tuần mới tắm lần. Dạ không, em tắm kỹ lắm. Em tắm tới hơn nửa tiếng lần à. Hơn nửa tiếng là tắm cho mấy ngày á? Một ngày tắm 3 lần. Làm gì ngày tắm 3 lần, lần nửa tiếng. Dạ tại em thích chơi bóng chuyền lắm chị. Rảnh rảnh là em hay đi chơi bóng chuyền. Chơi xong rồi về dơ á chị, mình phải tắm. Ủa mà công việc của bạn có bận rộn lắm không? Cũng bận rộn nhưng mà vẫn có thể dành thời gian cho bạn. Bạn nhìn mình, bạn thấy sao? Cũng chưa có cảm nhận gì nhiều. Trai miền Tây mà, ai nói thích trai miền Tây mà. Thích nhưng mà trong cái tưởng tượng của mình nó khác. Tưởng tượng sao? Tưởng tượng trai miền Tây là sao? Tưởng tượng mấy anh miền Tây hiền lành, thật thà, chất phát. Còn bạn thì cũng có bể là miệng mồm. Thì từ từ sẽ biết thôi, từ từ thì khi có thời gian hẹn hò thì bạn sẽ biết cái chân thật như thế nào chứ. Ví dụ một ít thời gian vậy thì cũng không thể nào để thể hiện hết được. Hát một đoạn nào đó gây ấn tượng đi bạn trai. Dạ. Em xin hát cái bài Nếu Được Làm Người Tình. Ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng với môi hôn. Xin gió xa xinh đừng đùa lan xa tuyết trắng trên đôi má em hồng. Thế nào ngọt không bạn gái? Cũng được. Có thêm được điểm nào sau khi hát không? Rồi, thôi bây giờ mình quyết định nha. Đến thời khắc quan trọng. Quyết định xem từ nãy giờ mình trao đổi mình có cảm nhận gì hay chưa? Trong người mình đã có cảm xúc gì hay chưa? Và quyết định có cho nhau một cơ hội để hẹn hò với nhau hay không? Suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1 Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm? Do là em muốn tìm một người gọi là em tiến tới hôn nhân mà em thích một người chững chạc hơn, chứng một người chạc. Đàn ông hơn. Đây không phải đàn ông hả? Đây cũng chững chạc mà. Dạ, nhưng mà chưa đủ. Bạn trai cảm nhận như thế nào? Dạ thì em cũng cảm thấy hơi buồn tại vì khi mà mình lên đây thì mình đã cho chính bản thân mình cơ hội. Mình kỳ vọng rất dạ, nhiều. Dạ đúng rồi, dạ. Nhưng mà bạn nữ nói bằng cái cảm nhận đó thì mình cũng không có thể nào mình nói được. Tôn trọng quyết định dạ. Bạn ấy. Không sao. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Chúng tôi gửi tặng bạn mỗi người một cái loa nghe nhạc Samak E5. Hy vọng rằng nghe nhạc chúng ta sẽ có thời gian lãng mạn nhiều hơn để tìm ra một đối tượng nào đó cho mình. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Điểm yếu của em thì em ít thể dục thể thao thôi. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm.
và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ. Em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3 và một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm. Tức là quen nhau được bao lâu? Dạ, quen nhau được 2 năm ạ. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Chào anh trai. Dạ, chào anh. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em kính chào chị Hồng Vân, kính chào anh Quyền Linh. Chào em. Kính chào anh bên kia. Em kính chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thanh Hoa, năm nay em 27 tuổi. Quê của em ở Huế, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ạ. Làm ở quận mấy Hoa? Dạ, em làm ở quận 1 ạ. Rồi, mời em trai. Dạ. Em xin kính chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào đằng ấy nha. Dạ vâng, chào anh. Em đây là Nguyễn Văn Thắng, 29 tuổi. Hiện đang là chuyên viên phụ trách điện điều khiển của công ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam. Đang làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại là em đang làm ở dưới Nhân Trạch, Đồng Nai. À. Nhưng mà ở trên Sài Gòn thì công ty có xe sáng đưa đi tối về. Rồi, vậy là tốt rồi. Dạ. Bây giờ em có còn nói được tiếng Huế không? Dạ có. Em nói tiếng Huế đi bạn ơi, bạn có thích con gái Huế không bạn? Ồ, mình cũng thích lắm chứ. Đó, mình nói tiếng Huế. Tại vì á, em biết không, cái tiếng Huế dễ thương lắm. Dạ. Có cái giọng Huế lên là cảm tình liền, thương liền gì đó. Dạ. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là hồi đi học là em học giỏi các môn tự nhiên. Em từng tốt nghiệp sư phạm lý, loại giỏi. Em tích cực trong công việc, siêng năng, chăm chỉ. Em biết nấu ăn. Điểm yếu. Dạ, điểm yếu của em là người rất là khô khan, ít lãng mạn. Vậy đó hả? Tại em học khoa tự nhiên. Rồi em trai. Điểm mạnh của em là em thích ca hát ạ. Hát mọi lúc mọi nơi. Dạ, em hay nghe những cái bài nhạc trẻ mới và hát theo. Hát liền luôn. Một cái bài nào đó mà hay nhất ơi, thử coi. Rồi sung lên nào. Vâng, vâng. Ừ. Em sẽ lòng nóng trường quay bằng một bài em ưa thích. Bài hát mang tên Em Gì Ơi. Em gì ơi, em gì ơi. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ trôi máu đời phong ba. Độc thân bước chân sơn hà, giờ tung bay khúc nhạc mê say. Nỗi lòng tha hương vướng đường tương lai. Ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông. Người có nhớ có chồng, việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây ngàn sao. Xin cảm ơn. Được, vui. Bên đây tôi đáp lại liền nè, bên đây đáp lại liền. Lại dạ vâng, em xin hát một đoạn trong ca khúc là Tình Huế. Tình Huế. Rồi. Lòng đã hẹn thề, sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vần thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phải rưng rưng bờ vai. Ô, bà nữ gì ơi, giọng em ngọt quá. Giọng anh ăn. Hai đứa về hát karaoke hợp rồi đó. Dạ. Bây giờ em trai, em có điểm yếu gì không? À, điểm yếu của em thì em ít thể dục thể thao thôi. Vâng. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm. Và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ. Sợ cô đơn. Dạ. Vậy chứ mấy mối tình rồi? Dạ em chính thức thì em chưa có anh ơi. Có mối tình đơn phương nào không? Dạ đơn phương thì nhiều chứ anh. Nhiều luôn. Vâng, tức là lúc đầu em có tìm hiểu á thì là em thích, nhưng mà sau đó khi mà đi chơi rồi làm quen tìm hiểu á thì em thấy là không hợp cho nên là thôi ạ. Vâng. Rồi. Mời đàn gái. Để bên đây ta nói về tình trường nè. Em dạ. Nói thử nghe coi. Em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3 và một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm. Tức là quen nhau được bao lâu? Dạ quen nhau được 2 năm ạ. Ồ vậy hả, lý do chia tay vậy? Dạ lý do chia tay đó là người ấy yêu nhưng mà không xác định chuyện tiến tới hôn nhân. Người ấy ưu tiên cho sự nghiệp, cho công việc.
nên em quyết định là dừng lại. Và em muốn tìm một người là yêu lâu dài. Bạn trai nghe không? Dạ em có nghe ạ. Yêu người có xu hướng lập gia đình đó. Em có xu hướng lập gia đình không? Dạ quá có chứ anh. Quá có hả? Vâng. Khoảng bao lâu thì lập gia đình được? Dạ em hy vọng trong vòng nửa năm ạ. Nửa năm. Vâng. Bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Người yêu lý tưởng của em đó là thứ nhất là phải nhỏ hơn của em. Rồi, kia 27. Có, bên em 27, bên em 29. Quá đẹp anh ạ. Quá đẹp hả? Vâng. Gì nữa? À, và bạn gái của em á không được thấp lắm, cao được 1m55 trở lên. Mình cao nhiêu cơ? Dạ em cao 1m55 thôi. 1m55 đâu, đúng nhầm luôn. À còn một cái thứ ba ấy là bạn ấy đang làm việc và ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Vũng Tàu. Quận 1 luôn. Quá chuẩn. Chuẩn. Quá chuẩn rồi. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Ừ. Rồi bây giờ á là cái mẫu hình của em về nhan sắc á thì là em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? À, mẫu hình của em về nhan sắc ấy hồi bé thì là em thích Lưu Thực Phi. Lưu Thực Phi. Vâng. Tại vì mang cái vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ á chị. Thần tiên tỷ tỷ thuần khiết đúng không? Vâng. Rồi bây giờ thì sao? À, bây giờ thì với em thì dù sao cũng được. Bởi vì em á thì thấy ngoại hình của em cũng bình thường. Vì vậy bạn gái của em cũng cần không cần phải đẹp lắm. Mà ví dụ đẹp thì em tính sao? Ồ, nếu thế thì quá tốt đi đâu chị. Quá đúng không? Nhưng mà khổ nỗi là em sẽ phải cố gắng giữ bạn bằng mọi giá luôn. Đúng rồi. Bởi bạn sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Bạn bên đây là ngộ lắm. Không biết sao đẹp gì mà không có vệ tinh, nó quên chưa hỏi. Em, dạ. Tại sao vậy? Tại sao mà em đẹp như thế này mà em lại không có cái mối tình nào mà nó gọi là đúng ý của mình vậy? Em cũng từng lên các app hẹn hò để mà kết bạn. Thì cũng nói chuyện, lúc đầu thì thấy cũng hợp. Sau đó tự nhiên người ta đề nghị là đi khách sạn. Em thấy kỳ quá, sao em sợ em không dám đi. Không dám đi luôn, dạ, và vâng. Quyết định là mình đến với bạn mối hẹn hò luôn. Đúng rồi, em tin tưởng chương trình. Mong chương trình tìm cho em một nửa yêu thương. Rồi cái nửa yêu thương của em muốn sao? Dạ, về ngoại hình thì cân đối, gương mặt là dễ nhìn. Cân đối dễ nhìn có luôn. Không, dạ, về tính cách là hoạt bát nhanh nhẹn. Quá hoạt bát, nãy giờ là thiếu hoạt bát quá rồi. Vâng, có thể còn hoạt bát hơn nữa. Ừ, rồi, sao nữa? Sao nữa? Bây giờ ngoài ra thì gọn gàng, sạch sẽ. Có không nè, cái này có gọn gàng, sạch sẽ hay không? Cái này em đảm bảo luôn đúng không? Rất sạch sẽ, okay. Ở nhà lau nhà, quét nhà thường xuyên. Qua coi đàn gái, coi mắt cái đã. Xin lỗi, hôm nay tôi hơi bị chảnh đó nghe. Trời ơi. Dạ, cảm ơn. Chào anh. Chịu quá, đàn trai nhìn thấy đàn gái chịu rồi đó. Ông nhìn thì ông thấy có giống thần tiên tỷ tỷ không? Giống á. Cái nét đẹp này là nét của thần Lưu tiên tỷ tỷ. Đây cũng giống rồi nha. Nói chung là cũng gương mặt mái tóc cũng thần tiên lắm á. Em không thích điều gì đàn ông? Dạ, em không thích người đàn ông nóng tính, vụ phu, gia trưởng, bạo thủ, keo kiệt. Đúng rồi, ai mà thích cái mẫu người đàn ông đó trời. Vũ phu được keo kiệt nữa, có vũ phu không? Không anh, em rất là hiền. Đặc biệt là em rất là tôn trọng bạn gái. Nếu bạn gái lỡ đánh em gái thì sao? Thì mình cười thôi. Hay vậy? Bởi vì sao, bạn gái đánh được có mạnh đâu. Đủ đánh mạnh luôn rồi sao? Cũng không sao hết. Rồi nhớ nha. Em nhớ mà. Ừ. Rồi vậy được ha. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nha. Dạ vâng. Gái đi với ai? Dạ em đi với các anh chị đồng nghiệp trong công ty và một số bạn bè. Đại diện nhà gái đi. Tôi là chú và cũng là đồng nghiệp của cháu Hoa. Cháu Hoa ở cơ quan tôi ấy. Thực ra là cháu cũng thiệt thòi là vì chúng cơ quan tôi là toàn những người lớn tuổi. Cho nên cái sự giao tiếp và sự giao lưu cũng không có. Mà cháu Hoa thì cháu làm việc rất siêng năng. Mà tính tình thì ở cơ quan thì ai quý. Chú nói với cháu là bây giờ nếu như cháu dạ. Cảm thấy hai đứa bấm thương với nhau mà chú cảm thấy là cháu là những người mà có tính chất là thông minh và công việc cũng là chu toàn rồi. Dạ, cháu nên chú. Chú mong muốn giữ cháu là nên bấm thương với nhau. Chú chúc hai cháu là hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chú ạ. Trai đi với ai? Dạ, nay em đến cùng với mợ em ạ. Rồi, xin chào nhà trai. Em xin chào khán giả trong trường quay. Xin chào anh Quyền Linh và chị Vân. Mợ trẻ dữ vậy mợ? Tại vì bố mẹ ở Vũng Tàu nên hơi xa. Nên hôm nay em là mợ của Thắng. Thì hai vợ cháu ở gần nhà nhau. Nên em đi cùng với Thắng. Thắng thì nói chung là hiền lắm. Nó cũng không biết nói chuyện, không biết tán gái mấy đâu. Nên... chị mở thấy là bé này là rất là dễ thương á Thắng, nó phù hợp với lại
Bên mình cháu trúng số đúng không ạ? Nên mở nghĩ là hai đứa nên cho nhau một cơ hội để trước chắc là mình làm bạn, sau đó nếu mà hợp thì mình sẽ tính tới chuyện lâu dài hơn. Vâng, cháu đã hiểu, cảm ơn. Mở nó khờ, đâu có khờ đâu. Lanh lắm á, tự tin nữa. Rồi, cảm ơn mợ. Rồi, vậy là mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Nào, mở rào. Việc là của mình đó. Cố lên nào. Nó nhìn kìa, đó. Tấn công. Anh chào em. Dạ, chào anh. Trời, người đâu dễ thương vậy em. Cảm ơn anh. Rồi em hơi ngại, hơi ngát luôn được không? Yeah. Rối rồi, bạn nam rối là rối chắc luôn rồi. Anh tặng em cái đèn ngủ này. Yeah. Nó thay cho những lời chúc ngủ ngon của anh. Yeah. Dành cho em. Yeah. Vào mỗi đêm. Cảm ơn anh. Chúc em ngủ ngon. Yeah. Em ngủ ngon nha. Vâng. Em còn có một món quà để tặng anh. Bây giờ mình tặng gì nè? Em có quyển sách tặng với anh. Cuốn sách này có tựa đề là Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ, phụ nữ thích đàn ông giàu. Anh có từng suy nghĩ về câu trả lời này chưa? À chưa, vì chưa ai hỏi anh cái này. À dạ vâng, anh thử đọc và nghiên cứu. Có gì hay thì chúng mình chia sẻ với nhau. Cảm ơn em. Dạ vâng. Anh sẽ đọc liền. Dạ, em lên đây cũng hồi hộp. Em cũng có một số câu hỏi đố vui để anh và quý vị khán giả ở đây cùng thư giãn. Câu hỏi đố vui thôi ạ. Mời em. Dạ vâng. Dân gian có câu nước đổ đầu vịt, dùng cho những người không biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô. Câu này có liên hệ gì với hiện tượng vật lý không? Đó là hiện tượng nào? Các bạn có thể trợ giúp cho anh. Được, không sao, yên tâm. Theo như anh biết ấy, là lông vịt ấy, nó có một cái cấu tạo đặc biệt. Thì cũng nhờ vì vậy cho nên là cái nước nó không có bám lâu cho nó được. Cái này là liên quan một bài ở vật lý lớp 10, đó là các hiện tượng của bề mặt chất lỏng. Và đó là hiện tượng không dính ướt. Rồi câu hỏi thứ hai nha, cầu vồng xuất hiện khi nào? Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa em. Đúng rồi, sau cơn mưa là vào mùa hè. Rồi câu thứ ba, ai đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn? Định luật vạn vật hấp dẫn là do Newton tìm ra. Chính xác, Isaac Newton. Câu thứ tư, tại sao quả táo không bay lên trời mà là đi rớt xuống đất? À, thực ra cái gì cũng rớt xuống đất thôi. Vì sao ạ? À, anh em rớt xuống đất vậy. Bởi vì mọi vật đều có trọng lực. Với lại là lực hút của trái đất. Đúng rồi. Và câu hỏi cuối cùng đó là 1kg bông và 1kg sắt thì cái bên nào nặng hơn? Câu này nghe quen lắm. Dạ, câu này đố vui mà. Hai cái nặng bằng nhau em. Dạ, ok, đúng chính xác. Cảm ơn anh nha. Thế vậy anh đã qua vòng sơ tuyển của em chưa? Dạ, chưa biết ạ. À ừ. Cho anh câu trả lời nhanh nhé. Dạ. Bạn nam là cũng học đại học Bách Khoa đó là cũng đời. Thì bên đây ta học vật sư phạm vật lý rồi. Ôi. Hai người chết qua chết lại đó. Lúc trước anh còn thi khối A không? Đúng rồi em. Dạ. Trời ơi, này hai đứa này lấy nhau xong đẻ ra con giỏi ghê sầu luôn. Đứng nhất lớp rồi, gần như là lớp trưởng khoa luôn. Vượt qua vòng 1. Bây giờ mình trở về ghế, mình trò chuyện với nhau nào. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Hiện tại thì em đang ở với ai? Dạ em ở một mình ạ, à. Em ở trò ở Bình Thành ạ. À. Thế ở một mình có buồn không em? Dạ có chứ ạ. Cô đơn lắm anh ạ. Trời ơi, những lúc cô đơn đó, bây giờ có anh rồi, anh cũng rất sợ cô đơn. Dạ. Anh thích phụ nữ truyền thống hay hiện đại ạ? À? Anh thì phụ nữ nào cũng được hết. Miễn sao chịu đồng ý anh là được. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Dạ, trước hết đó là sự yêu quý, thấu hiểu, bao dung vì tha, quan tâm chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. Đó là quan điểm tình yêu của em. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Tình yêu sét đánh ha? Không, em không tin. Tức là theo em là tình yêu cần phải có thời gian. Đúng rồi, cần thời gian tìm hiểu nhau. Nó cũng giống như cái cây vậy, nó cần phải được chăm bẵm để nó sinh sôi nảy nở phát triển và ra hoa kết quả. Đó mới là quả ngọt. Chính xác, lúc đó thì mình sẽ chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau. Để sách đèn cầm cho. Bước tới cô gái, nãy giờ mình cảm nhận gì, trái tim có rung động chưa? Mình nói cho gái biết và mình mong muốn điều gì, em mình cảm nhận điều gì từ nãy giờ mình nói chuyện. Cứ nghĩ sao nói vậy, hai nắm hai tay để cảm nhận cái cảm xúc của nhau. Sao anh run vậy? Em rất là xinh đẹp, em nói chuyện rất là có duyên, em rất là đa năng. Cảm ơn anh. Nhà, thì em nghĩ lên đây là cũng là một cái duyên. Nên chúng ta cùng trân trọng cái khoảnh khắc này và cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Hát một bài tặng cô ấy tiếp. Anh ơi, để em suy nghĩ bài được mà. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. Anh sẽ hát em bài Sóng Tình. Này người yêu dấu ơi, em là nghe gì trong tiếng sóng?
biển xanh với nắng vàng. Em đẹp như ngàn năm cô tinh, biển dịu êm vần mái tóc của em. Hãy nói những ước muốn của đời mình, dù chỉ với ánh mắt và nụ cười. Cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn, hạnh phúc sẽ mãi mãi từ nụ cười. Hạnh phúc sẽ lấp lánh từ cuộc đời của em. Nhau rồi đi hỏi của anh. Đây là cặp đôi mà rất là thú vị. Anh nghĩ rằng là hai đứa có rất nhiều thứ để hợp nhau. Và chúng ta hãy để tay về nút bấm. À anh ơi, cho em xin phép được đếm thay anh được không ạ? Được luôn. Vâng. Em có quyền quyết định tất cả mọi thứ. Nếu mà ấn nhớ ấn mạnh nha em. Ta bấm luôn rồi đó. Nào, 3, 2, 1. Được đấy. Đấy, bấm tay luôn. À, sao nhỉ? Sóng đã đưa em đến với anh. Nhưng đây không phải là sóng của Xuân Diệu, mà là sóng của HTV. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, anh cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Rồi thôi bây giờ, một cái thủ tục đầu tiên là mình phải làm ngay và liền thôi. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông coi nào. Em ơi. Em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không? Em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không? Câu này hay quá. Giật chốt an toàn. Trời ơi, câu mới nghĩ ra đó. Mới nghĩ ra ngay tức thì luôn. Mới nghĩ tức thời luôn hả? Đúng rồi, tất cả sinh tình mà. Chân tình hay quá nha. Giật chốt an toàn. Vâng. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hy vọng chúng ta sẽ chăm sóc mối tình này cho nó đẹp và nó thăng hoa hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chào hai đứa nha. Dạ. Cảm ơn anh. Từ đây cảm ơn chị Hồng Vân ạ. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Bây giờ Quỳ Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Thì em thích nấu ăn và đặc biệt chỉ cần có người chịu ăn tới đâu thì em sẽ nấu tới đó. Em biết làm một số bánh là mứt Kim Giang Ví dụ như là cái mứt gì? Ví dụ như là mứt mãn cầu, mứt tình dục, mứt dừa, mứt chuối. Dạ, và ngày Tết thì em hay làm. Em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì hồi còn cũng còn nhỏ thôi. Rồi cái nó bỏ qua đi. Anh có phải là người nóng tính không ạ? Cái nào quá thì mình nóng. Nhưng mà anh nóng quá thì một là tức không nói nữa, đi được không? Dạ, đấy là vậy... quá. Chứ còn ba vụ hành động đánh người hay đập đồ là không có. Vậy hồi xưa cái mối tình của anh đó, lúc hai người mà cãi nhau cho mối tan. Hỏi quá trời hỏi à. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Dạ. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình cho bên đàn gái nghe luôn nha. Lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Thanh Tuyến, sinh năm 1978, quê quán thì ở Lâm Đồng. Còn công việc thì em sửa xe máy. Là ở tại thành phố Đà Lạt hay đâu? Dưới Linh thì dưới Đà Lạt trăm cây. Là qua Bảo Lộc mà tới đúng không? Rồi, qua Bảo Lộc mà tới. Rồi. Còn mình thì sao nè? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào cùng em với bạn Tiến bên kia. Em tên là Hà Diễm Thúy, em hôm nay 38 tuổi, em quê quán ở Cầu Kè, Trà Vinh ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở quận 2. Ở quận 2? Dạ. Em cái nghề nghiệp của em là làm gì nè? Dạ, để nói về công việc của em thì em xin hát một bài hát để cho bạn Nam đón được công việc của em. À, đón nghề nghiệp đúng không? Ok.
Nghe cho kỹ nha Thúy. Dạ. Dạ, em xin hát bài Một con vịt. Một con vịt xà ra hai cái cánh, nó kêu gần cắp 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 cặp cặp cặp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bớt, lúc lên bờ bẫy cái cánh cho khô. Dạ hết. Ủa, cái cha rồi đoán đoán nghề nghiệp luôn á hả? Chị dạ. Đoán cũng ra luôn á. Chắc cô Nam đoán ra không? Theo em đoán là cô bên đó chắc làm giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non đó đúng không? Dạ nó cũng gần giống như vậy à, nhưng mà em là cô trông trẻ. Em trai đâu đoán đúng rồi đó. Gần gần giống á, giống như là baby sick á đúng không? À dạ, dạ. Em gái cho biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì em thích nấu ăn và đặc biệt chỉ cần có người chịu ăn tới đâu thì em sẽ nấu tới đó. À. Dạ. Em biết làm một số bánh và mứt dân gian ạ. Ví dụ như là dạ. Những cái mứt gì? Ví dụ như là mứt mãng cầu, mứt chùm ruột, mứt dừa, mứt chuối. Dạ, dạ ngày Tết thì em hay làm. Rồi em có cái điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu của em là em hay nóng tính nhưng là mau nguội, mau quên. Có khi nào đánh đòn em bé không? Dạ không, khi em chăm bé mà bé làm em không có vui, em phải hát để giải tỏa cái tâm trạng của em. Dạ, để mình khống chế cảm xúc của mình lại. Còn em trai, điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu toàn gái biết đi. À, điểm yếu của em thì hay nhút nhát. Điểm mạnh là gì? Thì là sống có trách nhiệm, không có tứ đổ tường. Sống có trách nhiệm là một trong điểm mạnh nhất của đàn ông đó nha. Dạ. À, em có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất ấy thì hồi ấy còn cũng còn nhỏ thôi. Rồi, còn nhỏ bỏ qua đi. Mối tình mới đây nè. Cách đây phải 5-6 năm rồi. Quen được 6 tháng thì gia đình cô đó chuyển nhà đi nơi khác. Nghĩa là 5-6 năm nay em chưa có mối tình nào hết? Dạ, 5-6 năm nay chỉ có mối tình ở này say nắng gió thôi. Say nắng trúng gió. Dạ, chứ còn mối tình chính thức thì chưa có. Trời ơi, dễ thương quá nhờ. Vậy đó, rồi còn mình sao nè? Có hai mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên là em chia cây tay cách đây 10 năm là chồng cũ của em. À là dạ. Em đã có một đời chồng rồi. Dạ đúng rồi. Đã 10 năm rồi. Dạ. Em đã có đứa con nào chưa? Dạ chưa chị. À rồi mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai thì em quen cũng được gần 3 năm. À, khi hai người bắt đầu có ý định tìm hiểu thì anh ấy phải đi công tác ở Hà Nội tới 4 năm. Là sao mà cách lòng luôn? Dạ đúng rồi tụi là, em. Là nay là mấy năm rồi cưng? Dạ cũng hơn 1 năm đó chị. Rồi bây giờ em mong muốn là cái người bạn trai của mình như thế nào? Em không ưu tiên về ngoại hình, em sẽ ưu tiên về tính cách nhiều hơn. Em mong muốn như thế nào nè? Chị qua chị nói chuyện với bên đàn trai xíu nè. Dạ là có sự đồng cảm, có lòng thương người. Chào em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Bây giờ bạn nữ đang mong muốn cái người bạn trai của mình là phải có cái sự thương người, có đồng cảm. Em nghĩ là em có những cái tư chất đó không? Có chị. Rồi, ok, tiếp luôn. Dạ là bạn nam không nhuộm tóc, không để móng tay dài, không hút thuốc ạ. À. Rồi chị trả lời luôn, không nhuộm tóc, không để móng tay dài, em có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Không luôn. Dạ bụng không phệ. Bụng không phệ. Dạ. Yên tâm ốm hơn anh Quỳnh Linh nhiều. Dạ, dạ. Rồi còn gì nữa không? Nhiều được rồi. Nhiều được rồi dạ, đúng không? Dạ. Em mong muốn cái người bạn đời bên đây thì như thế nào? Cô ấy cao thì từ 1.5m trở lên. Rồi yên tâm 1.5m luôn. Là người phụ nữ của gia đình. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bên nhà trai? Thang điểm thì đối với em là em chấm cho bản thân là 8. Em nghĩ em được 6 ạ. Được 6, dạ. 60%. Dạ. Dạ em chào dạ, anh Nguyễn Linh gái. Dạ. Cái mối tình thứ hai làm sao, tại sao lại chia tay vậy? Bắt đầu có ý định tìm hiểu thì anh ấy phải đi công tác ở Hà Nội 4 năm. Rồi em không có bắt đầu cho nên cũng không có kết thúc. Xa mặt cách lòng đó hả? Dạ. Vậy là bạn trai sắp tới đây là phải gần, phải chăm sóc chứ đừng để sao mà cách lòng như vậy. Bạn này là công tác ở đâu? Bạn này đang ở Lâm Đồng. Lâm Đồng á, Di Linh á. Mà bạn này ở Thành phố Hồ Chí Minh nè. Cái khó là đó. Đó. Một chút hai người sẽ bàn với nhau nha. Dạ. Thí dụ như bây giờ em cần một tháng như thế, bạn trai đến với em bao nhiêu ngày, chăm sóc em như thế nào, em có yêu cầu gì không? Dạ một tháng thì em được 2 ngày phép, thì có thể tụi em sẽ uyển chuyển chia ra một tháng bạn đó lên đây thăm, xuống đây thăm em, thì một tháng sau em sẽ lên trên đó thăm bạn đó. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Keo kiệt. Keo kiệt? Dạ. Có keo kiệt không? Không, keo kiệt thì em không. Cho anh xin 20 ngàn. Khó lắm. Khó, thấy chưa? Thấy phóng khoáng chưa? Đây anh 50 đi. Thấy chưa? Thật rồi. Xin 20 cho 50. Trời ơi. Chính mình cho anh thấy liền. Cảm ơn, chúc mình dẫn Bân đi uống cà phê nha. Nỡ lòng nào mà lấy của người ta vậy giờ? Vậy chứ, xin là phải lấy. Để cái tiền đó cho người ta, dắt bạn này đi uống cà phê đi. Bạn ấy còn, cho 50, bạn ấy còn tới 100 mấy. Mà chị hỏi nè, dạ. Em có thích con nít không? Dạ em cực kỳ yêu con nít và rất thích con nít chị. Dạ cho nên em mới lựa chọn cái công việc đó, nó phù hợp với cái sở thích của em. Bây giờ là nếu mà hai người mà đến với nhau là phải làm hôn thú liền, kết hôn liền, thằng mà có con liền đúng không? Dạ.
Vậy là tốt rồi. Thì giờ hôm nay đi với ai? Lẽ ra là có người thân em đi, nhưng mà hôm qua là mẹ chồng của chị hai em nó bị té, bị tai biến. Lẽ là má em đi, nhưng chị hai phải đi chăm mẹ chồng, thì má em phải chăm các cháu thôi nha. À, em đi một mình. Coi như chị đại diện nhà gái cho dạ, em được em rồi. Cũng... Em trai đi với ai? Hôm nay em đi với chị gái, với em trai, với cháu. Chị ruột á hả? Dạ, chị ruột. À, rồi. Mời chị ruột nào. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, chào em gái. Trước là em cũng có gia đình rồi. À dạ chị. Thì em có gia đình được bao lâu rồi? Dạ em kết hôn khoảng 4 tháng thì em chia tay ạ. Chưa có con gái gì hết à? Do là sao mà em nghĩ là chia tay sớm như vậy? Tại vì chồng cũ của em á là không có chia sẻ cái gánh nặng tài chính với gia đình của em. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều là do em lo hết. Và dẫn đến nhiều cái quan điểm nó không có thống nhất với nhau á chị. Dạ. Thì thôi nói chung là cùng cảnh phụ nữ với nhau thì chị cũng thông cảm, không sao cả. Gia đình chị không yêu cầu là giàu nghèo hay là như thế nào, chỉ cần ý là ngoan hiền, rồi là có trách nhiệm trong gia đình, lo cho gia đình, có hiếu thảo thuận với cha mẹ là được. Dạ. Yeah. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Hai bạn tự bàn với nhau đúng đi. Cái nghề của bạn cũng dễ di chuyển mà. Mở rào. Đó, quay qua nè, quay qua nè. Dạ. Đứng đây. Đến với chương trình này có tặng quà đi Quỳnh Linh. À, có quà của anh nữa hả? Rồi cảm ơn em nha. Và anh tặng chị Hồng Vân. Ôi trời, chị cảm ơn em. Ơi. Em cũng quà. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà để tặng anh, đây là món mứt mãng cầu tự tay em làm lấy. À. Dạ. Tự tay làm cái bình đó em cũng tự làm luôn. Dạ đúng rồi chị. Hay quá, em mở quà này ra coi là cái gì nè. Dạ em xin phép mở quà. Wow. Dạ là mứt dâu. Bên gửi gọi là mứt mãng cầu. Bên gửi là dâu. Mứt dâu luôn. Mứt dâu trời ngon, nó ngọt lên đấy. Nhìn là đầu tiên nhìn thấy anh em cảm nhận sao? Mà ấn tượng đầu tiên là anh là người hiền. Anh có để móng tay dài không ạ? Thầy. À dạ rồi dạ không. Quan điểm tình yêu của em thì sao? Chỉ cần hai người chung thủy, có sự đồng cảm. Rồi anh nghĩ như thế nào về em là một người phụ nữ đã từng ly hôn? Anh thì cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm, tại vì không có ai muốn cả, đúng không? Dạ. Yeah. Đôi khi là do duyên số hoặc nó có một cái vấn đề đó không ở tới với ở nhau được thì chia tay. Dạ. Yeah. Thì anh cũng thông cảm về góc độ đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, vậy thì anh sẽ sắp xếp như thế nào cái thời gian để em và anh hẹn hò với nhau? Thời gian của anh thì anh làm tự do, ngày nào trong tuần đi cũng được. Chỉ cần ví dụ báo trước, ngày này ngày kia mình gặp nhau, là mình sắp xếp đi thôi. Dạ. Ý là được. Dạ. Anh nghĩ em có ghen không ạ? Thì anh nghĩ thì chắc là phụ nữ thì ai cũng có, dù ít hay nhiều thôi. Dạ, anh có muốn biết em ghen ít hay ghen nhiều không ạ? Có, em dạ, thì em sẽ tặng một bài thơ về ghen do em vừa sáng tác trong lúc em đợi ở hậu trường. Yeah. Ghen là gia vị của tình yêu, em không ăn ớt chỉ ăn tiêu. Em nay không thích nói nhiều nhưng em lại thích làm liều. Không ghen buổi sáng chỉ ghen buổi chiều. Ghen như dược sĩ cắt liều, ngày nào cũng cắt điều điều mới vui. Dạ hết ạ. À. Nhưng mà bây giờ em thấy bạn này thế nào? Bây giờ em hỏi bạn quá trời rồi, bây giờ em trả lời đi. Em thấy bạn này sao? Thấy anh hiền. Dạ. Hiền thiệt, anh dạ, là hiền thiệt. Dạ, dạ. Có sự chân thành trong đó, anh cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm và cũng muốn tìm một cái người để cùng anh đi hết cái đoạn đường còn lại của cuộc đời. Đó là những cái điểm em ghi nhận, điểm tốt của anh. Còn một cái tốt nữa mà em chưa chịu ghi nhận là cái nhẫn nại. Chị thấy anh này là rất là nhẫn nại luôn á. Không, chị Vân, Hồng Vân nhận xét vậy đúng. Nói chung mọi thứ là em chịu đựng cũng khá là ổn. Anh có phải là người nóng tính không ạ? Cái nào quá thì mình nóng. Nhưng mà nóng quá thì một là tức không nói nữa, đi chỗ khác. Dạ. Đấy là vậy... nóng quá. Chứ còn ba cái vụ hành động đánh người hay đập đồ là không có nữa. À dạ. À, vậy hồi xưa cái mối tình của anh đó, lúc hai người mà cãi nhau trong bức tranh. Có thời gian hỏi. Ừ, hỏi quá trời hỏi à. Bây giờ này nè, gặp ngày hôm nay có duyên rồi. Dạ. À, chúng ta đi sâu vào đó luôn, vào cái chuyện tình cảm luôn. Thí dụ như được thì khoảng bao lâu em mới cho đàn trai bước tới? Dạ em nhanh nhất là trong năm nay, kế hoạch của em là như vậy. Kế hoạch trong năm nay? Dạ. Bây giờ nói chung nhà anh chị, gia đình anh chỉ có hai mẹ con thôi. Đó, thì bây giờ là em có làm dâu được không? Ở gia đình em hiện tại thì cũng có hai mẹ con. Em muốn chăm sóc má em. Em nói cho nó rõ ràng luôn đi, tức là em dạ, không anh có thích nếu như má em và mẹ của anh ở chung với nhau không à? Tại vì hiện tại mẹ chồng của chị hai em và má em là ở chung một nhà. Mẹ em hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em 75 tuổi anh Việt. 75. Mẹ em nhiêu rồi? 79 ạ. Được, hai người có thể làm bạn tri kỷ nhau được đó. Đất Di Linh rất là ôn hòa. Mà rộng nữa, khí hậu thì rất tốt cho anh người lớn tuổi. Anh Di Linh, thậm chí anh còn muốn chuyển gì Di Linh nữa, đừng nói chi. Em. Dạ. Đất rộng. Em chủ yếu là trồng cà phê thôi. Thật sự cũng đến với nhau, thật sự cũng chăm sóc nhau. Thì anh nghĩ cái điều quan trọng nhất là hướng về Di Linh vẫn hay hơn.
Anh nghĩ như thế. Còn tự hai người lớn rồi, chúng ta có quyền quyết định điều đó. Thôi, bây giờ chúng ta hết thời gian, mình để tay vào nút bấm thôi các bạn. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm. Không bấm nút vì bất cứ điều gì cả. Chương trình đã tạo chúng ta một cái duyên. Còn nợ hay không là do các bạn quyết định. Nào, quyết định cả lý trí và trái tim của mình. Mời Hồng Vân. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm nút. Trời, cái ca này hơi bị bất ngờ đó nha. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau mạnh mẽ lên nào. Anh nghĩ rằng là hai bạn cũng lớn rồi. Anh rất quý cái tính tình của cái bạn trai này. Bạn này như vậy thì phải có một cái người phụ nữ giống như bạn. Tức này. Tức là hai người sẽ bổ trợ cho nhau để tạo nên một gia đình nhỏ. Hãy quan tâm chăm sóc với nhau, mặc dù đường xá xa xôi nhưng tình yêu thì nó không có khoảng cách nào cả. Hãy yêu bằng cả trái tim của mình, hãy quyết định bằng lý trí để chúng ta có thể di chuyển về Trà Vinh hay là Di Linh. Ha. Bây giờ trên sóng truyền hình thì gia đình hai bên đang xem đó. Yeah. Mình hãy nói gì với gia đình đi. Hai bà mẹ đang xem đó. Hôm nay hai đứa cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu có duyên thì hai đứa đến với nhau suốt đời. Dạ, con xin chào mẹ của anh Tiến và chào má ở nhà. Chương trình cộng với sự cộng hưởng của chị Hồng Vân và anh Nguyền Linh đã tìm được một cái bạn nam mà con mong muốn có thể đi đến hôn nhân. Thì chị Thái Phường đây. Toàn cái tay qua, hung lên má đàng hoàng, hung lên mắt cũng được. Đó, không phải là như thế nha. Nụ hôn ngọt ngào như mứt mãng cầu và mứt dâu. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Thì họ làm hai cái mức này nó sẽ trộn lẫn thành. Nó quẹo lại đó, nó quẹo, nó quéo lại với nhau. Rồi, trước hai em là thuốc nha. Rồi, em đi đi, chương trình này. Tôi với ông nó làm như là làm cái chương trình này mình nhiều mỏng lọc quá, thiệt luôn. Rồi, cái này mức ngon lắm luôn. Ăn mức, rồi ăn kẹo dừa. Đúng rồi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã thấy hai cặp đôi họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng tôi mong rằng họ sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và những subscribe quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He vì muốn mọc tóc ngang người rụng tóc đã đồng hành với chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào à. Chưa có luôn hả? Dạ đúng rồi. Thiệt luôn á hả? Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Thì Hồng Vân chỉ ngạc nhiên.
Dạ, 32 tuổi mà chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình là luôn hả? Dạ đúng ạ. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? Em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Là dạ, không dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại có vì luôn. Lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc. Yeah. Bây giờ đàn ông cũng có giày đồ mà. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? Có, giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, có. Phải có. Dạ. Quý vị đón xem vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.